Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Những Màu Chuyện Kỳ Quặc do Mark Tham Vọng ấn bản và phát hành. Người mang thai hộ ngoại tình với cha đứa trẻ Tòa án Canada đang đau đầu với cuộc giằng co giữa người phụ nữ sinh con cho một cặp vợ chồng và hiện muốn có quyền giám hộ bởi cô đã ngoại tình với cha của đứa trẻ. Người mang thai hộ được xác định trong tài liệu của tòa án British Columbus viết tắt là KB còn người đàn ông tên là MSB, họ gặp nhau vào mùa xuân năm 2014 và nảy sinh quan hệ tình cảm ngay sau đó. KB tuyên bố cô đã mang thai với MSB hai lần và cả hai đều phải phá. Mặc dù vậy, KB đã chủ động đề nghị làm người mang thai hộ cho MSB và vợ, bởi anh ta và người vợ đã cố gắng trong 5 năm mà không thể thụ thai. Cả hai đã tới Ấn Độ cùng với người mang thai hộ vào tháng 7 năm 2016 để cấy phôi của MSB và vợ vào tử cung của KB. Nhưng không thành. Một tháng sau, KB tuyên bố cặp vợ chồng này đã yêu cầu cô mang thai hộ bằng việc dùng trứng của chính cô. Tuy nhiên, thay vì thực hiện ở phòng khám bằng các thủ thuật can thiệp thì người chồng đề nghị thụ thai tự nhiên. Hơn nữa, KB nói, anh này cũng hứa nếu cô đồng ý kế hoạch thì khi thành công, sẽ bỏ vợ và cùng nuôi con chung với cô như vợ chồng, tài liệu tòa án viết. Người chồng trình bày với tòa án hơi khác, anh ta thừa nhận chuyện ngoại tình nhưng tuyên bố không qua lại với cây bi trước khi đứa trẻ được thụ thai và từ đầu đến cuối. Kế hoạch luôn là anh ta và vợ là cha mẹ hợp pháp của đứa trẻ. Anh đã cung cấp cho tòa án nhiều tài liệu cho thấy cây bi phấn khích đến thế nào khi được mang thai con của họ cũng như thỏa thuận mang thai hộ quy định cặp vợ chồng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về đứa trẻ. KB phủ nhận đã ký văn bản này, cô cũng đưa ra tài liệu hai lần phá thai, trong đó cô số liên hệ với MSB trong trường hợp khẩn cấp. Trong 2 năm sau sinh, KB cho biết đã đóng vai người mẹ trong cuộc sống của đứa trẻ. Cô cho con bú thay tã nấu ăn và đưa đi khám Cô ở bên đứa trẻ 5-6 lần mỗi tuần và được gọi là cô. Mối quan hệ tay ba bắt đầu dạn nứt khi KB bắt đầu đưa ra yêu cầu ngày càng quá đáng, bao gồm các chuyến thăm đứa trẻ là và 101 000 đô la. Cặp vợ chồng cho biết đã trả cho cô khoản tiền mang thai hộ là 40.000 đô la năm 2017, nhưng cô lại cho biết đây là món quạt của người chồng. Sự dây dưa của cây bi và người chồng đã chấm dứt từ mùa hè 2018 đến tháng 2 năm 2020. Cặp vợ chồng từ chối bất cứ quyền thăm non nào của cô. Cây bi đệ đơn vào tháng 7 năm 2020 mong muốn được xác nhận là mẹ đứa trẻ và yêu cầu được tham gia nuôi dạy giám hộ và cấp dưỡng. Thẩm án là thẩm phán toán tối cao. Thẩm phán toán tối cao Warren Millman mới đây cho biết quyết định nguồn gốc đứa trẻ sẽ được đưa ra tại phiên tòa tháng 1 năm sau. Còn hiện tại đang cân nhắc có nên cho cây bi quyền thăm nuôi con gái hay không. Thẩm phán Milman cho biết những tình tiết của vụ án này chưa từng có tiền lệ trong quá khứ. Cả hai bên đều có lý lẽ hợp lý về lý do là tại sao đứa trẻ nên hay không nên dành thời gian cho mẹ ruột của mình. Cuối cùng thẩm phán đi tới quyết định rằng hiện tại, đứa trẻ cần có sự ổn định và cặp vợ chồng là cha mẹ duy nhất mà đứa trẻ biết. Nếu cây bi được phép chăm sóc con gái vào những thời điểm nhất định trước khi phiên tòa xử, thì sẽ không thể che giấu cảm xúc thực sự của cô ấy và dành cho đứa trẻ. Thẩm phán đi tới phán quyết, cây bi không gặp là tốt nhất cho đứa trẻ lúc này. Theo Daily Beast,